cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật. Sau hơn một năm khởi công, dự án cầu Bắc qua sông Bắc Hưng Hải hay còn gọi là kênh Kim Sơn trên DH22, xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang đang phấn đấu hoàn thành đưa vào sử dụng trong tháng 11 năm 2024. Dự án cầu Bắc qua sông Bắc Hưng Hải, kênh Kim Sơn trên DH22 được khởi công cuối tháng 7 năm 2023. Dự án có tổng mức đầu tư 65 tỷ đồng, quy mô cầu bê tông cốt thép, chiều dài 75m, bề rộng 12m, trong đó phần đường xe chạy rộng 11m. Xác định tầm quan trọng của dự án trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương, ngay sau khi giải phóng mặt bằng xong, hai hộ dân ngay sát chân cầu, Ủy ban nhân dân huyện Văn Giang đã chỉ đạo đơn vị nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ dự án. Đến nay, giá trị khối lượng công việc hoàn thành đạt 60%. Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định đã có công văn gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Tài chính về đề xuất đầu tư dự án tuyến đường sắt ven biển kết nối các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định kiến nghị ba bộ trên quan tâm và xem xét trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đầu tư xây dựng tuyến đường sắt ven biển này dựa trên quy hoạch đã được phê duyệt. Theo quy hoạch mạng lưới đường sắt giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đến năm 2030, cả nước sẽ có 17 tuyến đường sắt mới được đầu tư với tổng chiều dài 2.471 km, trong đó tuyến đường sắt ven biển Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh bao gồm đoạn Nam Hải Phòng, Hạ Long dài khoảng 37 km, có tổng chiều dài 101 km, khổ đường 1.435 mm và dự kiến sẽ được đầu tư sau năm 2030. Ngoài ra, theo đề xuất của tỉnh Nam Định, đoạn đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam đi qua địa bàn tỉnh có chiều dài khoảng 30,5 km với nhà ga được đặt tại phường Hưng Lộc, thành phố Nam Định, xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ Lộc cũ, gần khu vực ga Đặng Xá của tuyến đường sắt hiện tại. Đây là một vị trí quan trọng giúp kết nối liên vùng, đồng thời kết nối các tỉnh thuộc vùng Duyên Hải Bắc Bộ. Việc đầu tư hạ tầng giao thông kết nối, đặc biệt là tuyến đường sắt ven biển Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh đóng vai trò vô cùng quan trọng và cần thiết để phát huy hiệu quả của tuyến đường sắt tốc độ cao. Tuyến đường sắt này có tổng chiều dài 101 km, khổ đường 1.435 mm và dự kiến sẽ được đầu tư sau năm 2030. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định cho biết thêm, khu vực ven biển hiện nay đang thu hút sự quan tâm lớn từ các nhà đầu tư với nhiều khu và cụm công nghiệp ven biển cùng khu kinh tế Ninh Cơ đang dần hình thành. Nhu cầu kết nối giao thông và vận tải hàng hóa, hành khách tại khu vực này dự báo sẽ gia tăng mạnh mẽ trong thời gian tới. Do đó, việc nghiên cứu và đầu tư sớm tuyến đường sắt ven biển Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh là rất cấp bách. Trước đó, Nghị quyết số 30 NQTU ngày 23 tháng 11 năm 2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cũng đã đề cập đến việc nghiên cứu đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Cầu vượt biển Thuận An nối xã Hải Dương với phường Thuận An, thành phố Huế được khởi công vào năm 2022 và là một trong những hạng mục quan trọng thuộc dự án tuyến đường ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 1. Với tổng mức đầu tư 2.400 tỷ đồng, dự án do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế làm chủ đầu tư. Theo thiết kế, quy mô tuyến dài gần 8 km, trong đó phần cầu qua cửa biển Thuận An có chiều dài 2,36 km, trụ cầu cao 40 m và rộng 20 m được bố trí với 4 làn xe. Khi hoàn thành, đây sẽ là cây cầu vượt biển dài nhất miền Trung. Công trình có điểm đầu từ cầu Tam Giang, xã Hải Dương và kết thúc tại nút giao quốc lộ 49A-49B thuộc địa phận phường Thuận An. Liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng Tân Nam, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương và Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình đảm nhận thi công công trình với thời gian thực hiện dự kiến là 3 năm. Dự án được Chính phủ cùng lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế xác định có vai trò quan trọng không chỉ tạo ra tuyến đường du lịch ven biển mà còn thúc đẩy sự phát triển đô thị ven biển, góp phần vào tăng trưởng kinh tế xã hội và du lịch của địa phương. Sau hơn 2 năm triển khai, đơn vị thi công đã hoàn thành 50 trụ cầu và đang tiến hành xây dựng trụ T26 và T27, hai trụ chính dùng để kéo dây văng. Đây là hạng mục có yêu cầu kỹ thuật phức tạp nhất trong số 50 trụ cầu với khoảng cách giữa hai trụ hơn 200m và chiều cao khoảng 39m, đảm bảo khả năng cho tàu 5.000 tấn ra vào cửa biển Thuận An.
hạng mục này được xem là phần khó nhất của dự án cầu vượt biển dài nhất miền Trung. Ông Nguyễn Văn Cường, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đến nay dự án đã được bố trí vốn hơn 2.100 tỷ đồng. Tuy nhiên, còn khoảng 300 tỷ đồng chưa giải ngân và chủ đầu tư đang xin kéo dài thời gian thực hiện giải ngân đến năm 2025. Gần đây, chủ đầu tư cũng đã đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc điều chỉnh và bổ sung một số hạng mục cho dự án. Cụ thể, chủ đầu tư sẽ bổ sung hệ thống camera giám sát cầu qua cửa biển Thuận An, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng mỹ thuật trên và dưới cầu cùng với hệ thống thoát nước dọc. Ngoài ra, dự án cũng cần được bổ sung thêm 3,2 hectare đất tại khu vực bãi biển Hòa Duân để hoàn trả diện tích 3 hectare đất quốc phòng đã bị thu hồi tại thôn Hải Tiến, phường Thuận An. Việc bổ sung các hạng mục này không làm vượt tổng mức đầu tư của dự án. Đây là dự án lớn, có thời gian thực hiện kéo dài, sử dụng nhiều loại vật liệu mới, áp dụng nhiều công nghệ mới lần đầu tiên thực hiện ở Thừa Thiên Huế. Việc điều chỉnh bổ sung các tiêu chuẩn kỹ thuật trong quá trình thực hiện dự án là rất cần thiết, ông Cường nhấn mạnh. Tính đến hiện tại, dự án cầu vượt biển Thuận An đã đạt hơn 71% giá trị xây lắp. Theo kế hoạch, cầu sẽ được hợp long vào cuối tháng 11 năm 2024 và hoàn thành toàn bộ vào tháng 3 năm 2025. Trong thời gian tới, Hải Dương tiếp tục xây dựng thêm 5 cây cầu vượt sông nhằm tạo ra hệ thống giao thông đồng bộ, xuyên suốt. Theo đó, Hải Dương sẽ đầu tư 600 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh để xây dựng cầu vượt sông Kinh Môn và đường dẫn nối nút giao lập thể với quốc lộ 5. Địa điểm thực hiện dự án này là ở thị xã Kinh Môn và huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Việc đầu tư xây dựng cầu vượt sông Kinh Môn và đường dẫn nối nút giao lập thể với quốc lộ 5 là rất cần thiết để kết nối đồng bộ hai công trình và tạo thành trục giao thông kết nối thị xã Kinh Môn với huyện Kim Thành và tỉnh Hải Dương, với tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng, góp phần giảm tải các tuyến đường có mật độ giao thông lớn, đặc biệt đối với quốc lộ 17B. Tại kỳ họp thứ 15 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, dự án đầu tư xây dựng cầu Tân An và đường dẫn nối quốc lộ 18 thành phố Chí Linh cũng đã được thông qua với tổng kinh phí dự kiến 600 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh. Theo thiết kế, cầu Tân An dài 572,1 m, hai đầu cầu thuộc xã Nam Tân Nam Sách và phường Chí Minh thành phố Chí Linh. Bên cạnh đó, Hải Dương cũng xây dựng cầu vượt sông Thái Bình thuộc dự án xây dựng đường tỉnh 396 kéo dài. Dự án này có tổng mức đầu tư hơn 846 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh Hải Dương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2026-2030. Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương khóa 17, kỳ họp thứ 24 cũng đã ban hành nghị quyết số 62 NQ-HDNZ về quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu vượt sông Thái Bình và đường dẫn thuộc tuyến đường Vành Đai 1 thành phố Hải Dương, đoạn từ đường tỉnh 391 đến đường tỉnh 390C. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến là 1.228 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh Hải Dương. Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Hải Dương được giao làm chủ đầu tư, thực hiện trong năm 2024 đến năm 2027. Dự án này được định hướng nhằm mở rộng không gian đô thị cũng như kết nối thành phố Hải Dương với các địa bàn lân cận để cùng phát triển kinh tế xã hội. Dự án cầu vượt sông Thái Bình cũng đã được đề cập trong điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Dương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tuyến đường và cầu vạn kết nối quốc lộ 37 thành phố Chí Linh với đường dẫn cầu Triều – Kinh Môn. Đây là một trong những dự án xây cầu nội tỉnh có số vốn đầu tư khủng nhất hiện nay với tổng mức đầu tư của dự án là hơn 1.296 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Hải Dương làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2026-2030. Cầu vạn được xây mới kết cấu bê tông cốt thép dự ứng lực rộng 12m, dài 894m.
Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.